Chào chị, đối với tình trạng hen phế quản là dị ứng của chị, hoàn toàn có thể tiêm được vaccine COVID nếu bệnh đã thật sự ổn định. Tuy nhiên thì những người có cơ địa dị ứng như là hen phế quản, viêm da cơ địa, dị ứng thời tiết thì có thể có dị ứng với vaccine cao hơn những người khác. Vì vậy mà khi khám sàng lọc, bác sĩ sẽ đánh giá tình trạng sức khỏe của chị cũng như có những cái hướng dẫn phù hợp để mình có thể biết được những triệu chứng sớm của phản vệ như là tím tái, khó thở, đau quặn bụng, nôn, buồn nôn. Và chị cần phải tuân thủ đúng theo hướng dẫn của bác sĩ là ở lại cơ sở tiêm chủng ít nhất 30 phút sau tiêm, cũng như là tiếp tục theo dõi chặt chẽ tại nhà ít nhất 7 ngày. Nếu có bất kỳ dấu hiệu nào của phản vệ đã nêu trên thì chị hãy liên hệ ngay với cả nhân viên y tế cũng như đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được xử trí kịp thời. Chúc chị thật nhiều sức khỏe.